Chủ tịch Cường ạ. Cậu Hoàn đây à? Vâng. À, anh xuống lâu chưa ạ? À, tôi cũng vừa mới xuống. À, chủ tịch Cường này, không biết là hôm nay anh xuống đây có vấn đề gì không ạ? Anh không cần căng thẳng như vậy đâu. Lâu ngày tôi không xuống, hôm nay xuống xem tiến độ đến đâu rồi. Tiện thể xem tình hình thi công thế nào thôi. À, dạ vâng ạ. Thế thôi thì mời chủ tịch vào uống nước rồi tôi đưa anh đi ạ. Cho tôi một lát. Anh nghe đây. Ừ, anh xong việc rồi. Có chuyện gì không? À, ừ, được. Anh qua ngay. À, thưa anh, có chuyện gì đấy ạ? Chỗ này có taxi không nhỉ? Thế lái xe của anh đâu ạ? Hôm nay nhà cậu ấy có việc nên là tôi vừa cho về khi nãy. Thế thì khoai nhỉ. Chỗ này là ngoại thành, lại xa chỗ dân cư, hơi khó gọi xe đây anh ạ. Thế chủ tịch cần đi đâu ạ? À, bạn gái tôi bị hỏng xe, cô ấy bảo tôi qua đón. Thế nhưng nếu không có xe thì tôi bảo cô ấy bắt xe công nghệ cũng được. À, vâng, thú thật với anh là từ ngày tôi xuống đây tôi toàn đi bằng con xe máy này, thế nên là tôi không quan tâm với cái chuyện đấy lắm. À, hay chủ tịch để tôi hỏi xem như thế nào. À, chắc giờ anh cũng không bận đi đâu nữa phải không? Dạ, vâng ạ. Hay bây giờ như thế này đi, cậu cho tôi mượn xe, tôi chở người yêu về rồi quay lại. Chiều nay tôi cũng muốn ở lại đây khảo sát thêm xem thế nào. Dạ, thế có tiện không ạ? Dù gì anh cũng là chủ tịch, anh đi con xe này cho nó hèn người ra. Có gì mà không tiện, cái xe cũng chỉ là phương tiện đi lại thôi mà, chứ nó đâu có đại diện cho tính cách hay là nhân phẩm của một con người. Đúng là chủ tịch có khác, nói câu nào nó uyên thâm câu đấy. Thôi, anh cho tôi mượn chìa khóa đi. À, dạ vâng đấy ạ. Thế nhưng mà con này của em nó dễ chết máy lắm, anh phải đi số 3 nhé, đừng đi số 4. Tôi cảm ơn, trưa nay tôi quay lại ăn cơm với anh em nhé. Dạ vâng ạ, mũ đấy ạ. Đi. Vâng, chào anh. Đúng là chủ tịch có khác, làm những điều mà người bình thường không ai dám làm. Alo, em chưa ra? Ừ, vậy thì để anh đợi em. Ê, chạy xe ôm mà mày? Không, tôi đợi bạn thôi. Mày đợi khách chứ gì? À không, tôi vẫn đang đợi bạn chứ không phải là xe ôm. Làm xe ôm thì nhận đại đi, xấu hổ cái gì. Mà tao đang có việc bận, mày chở tao đi nhá. Tôi đã nói rồi, tôi không phải là xe ôm, sao anh phiền hà thế nhỉ? Mày nghĩ mày đủ tư cách để tao làm phiền à? Chẳng qua là xe ô tô tao hỏng nên tao mới phải đi xe ôm thôi. Mày chảnh chó cái gì? Thì anh gọi xe công nghệ mà đi, tại sao cứ phải gọi tôi? Cứ cho là mày không chạy xe ôm đi. Thế nhưng nhìn mày như thế này, mấy đứa quan hệ cùng mày cũng chẳng ra cái gì đâu. Thời gian của chúng nó làm sao quý bằng tao được. Để nhanh, chở tao đi có việc cái. Tôi nhắc lại, tôi không có chạy xe ôm. Cậu đi mà gọi xe công nghệ đi. Tao vừa nói rồi đấy thôi, tao toàn đi xe ô tô thôi, có bao giờ đi xe công nghệ đâu. Mà biết mấy cái ứng dụng đó? Thì cậu có thể lên mạng tìm mà, đừng làm phiền tôi nữa. Một thằng khố rách áo ôm mà lên giọng ghê quá nhỉ. Tao thấy mày có vẻ chán thở rồi đấy. Tôi với cậu không quen biết gì nhau cả, cậu làm ơn tôn trọng tôi chút đi. Muốn người ta tôn trọng thì phải như thế nào chứ? Mà nhìn lại mày xem, không xe ôm thì cũng lao động quèn. Mày chưa đủ tư cách để bắt tao tôn trọng, bớt ảo tưởng đi. Vậy mời cậu đi chỗ khác cho. Mày nhất quyết không chở tao đi đúng không? Tao đang có việc gấp, tao trả cho mày từng này, đảm bảo gấp đôi thu nhập của mày trong một ngày. Mày có chở không thì bảo. Mày khinh tao đây à? Tôi thấy nãy giờ cậu đến đây là xem thường tôi đấy. Tao xem thường mày đấy thì sao? Cậu làm gì vậy?
Bà Giao. Ờ, anh kia, anh làm cái gì người yêu tôi đấy? Anh có làm sao không? Không có gì, em xong việc rồi. Này cô em, cô em vừa nói đùa anh đúng không? Anh ta là ai thế anh? Anh cũng không biết. Anh đang đứng đợi em thì cậu ta tưởng anh là xe ôm, thì đến gây chuyện nên bắt anh chở. Anh nói mãi cũng không chịu đi. Chán thật chứ, nhìn cô em như thế này mà lại đi yêu cái thằng ôn này nhỉ? Chẳng khác nào bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. Anh nên nói cho cẩn thận đi, không sau này hối hận không kịp đâu. Cô em đang dọa anh đây à? Cô em có biết anh là ai không? Mặc xác anh ta, mình đi thôi anh. Ai, bình tĩnh đã, làm gì mà vội thế? Cậu vừa phải thôi, tôi nhịn cậu đủ lắm rồi đấy. Mày cẩn thận cái mồm, đừng có nóng quá mà mất khôn. Anh là kiểu người gì vậy? Anh tránh ra đi. Này, nhìn nghiêu của mày, tao rất vừa mắt. Mày không xứng đáng với cô ấy đâu, chia tay đi. Cần bao nhiêu tiền, cứ phát giá với tao. Cậu chưa là gì cả đâu. Từ sau ra đường ấy, bớt ngông cuồng lại. Nếu không, hậu quả sẽ nặng nề lắm đấy. Ơ, thằng chó, mày đứng lại cho tao. Đừng để tao gặp lại thằng chó. Mời vào. Chủ tịch gọi em ạ. Dự án sắp tới của chúng ta với công ty BJ tiến hành đến đâu rồi? Dạ em chuẩn bị xong hết rồi ạ. Khi nào chủ tịch rảnh thì báo em để em hẹn đối tác qua. Tốt. Gần đây tôi hơi bận chút việc riêng, vất vả cho cô rồi. Trách nhiệm của em thôi ạ. Với lại gia đình là quan trọng. Mà chuyện đám cưới của chủ tịch thu xếp đến đâu rồi ạ? Cũng chụp ảnh cưới xong rồi. Cảm ơn cô đã quan tâm. Vâng, vậy chúc mừng chủ tịch ạ. Được rồi, mấy ngày tới tôi rảnh đấy. Cô xem lên lịch giúp tôi nhé. Tôi muốn tranh thủ ký với công ty BJ. Dù gì dự án này cũng trì hoãn khá lâu rồi. Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ liên lạc với bên BJ ngay ạ. Được rồi, cô đi về làm việc đi. Em xin phép. Em chào chủ tịch ạ. Cái định mệnh ông trời đúng là biết sắp đặt mà. Ôi, thì ra là anh à? Anh đi ra chỗ khác ngồi đi. Chỗ của anh có người ngồi rồi. Em đừng bảo là em đang đợi cái thằng nhà quê hôm trước đấy nha. Chuyện này không liên quan đến anh. Để tôi yên đi. Em đúng là dại dột thật đấy. Nhìn em cứ như diễn viên điện ảnh thế này mà lại đi quen một thằng nghèo hèn. Em không sợ thiên hạ nó cười cho à? Anh vừa phải thôi. Nếu mà anh còn tiếp tục xúc phạm anh Cường thì đừng có trách tôi. Thì ra thằng ôn đó tên Cường. Cái tên thì không đến nỗi nào, mà người nhìn chán quá. Em nên chia tay nó đi. Tôi không hiểu anh là loại người gì nữa. Thú thật với cô em, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã trúng tí xét ái tình rồi. Cảm ơn anh. Còn tôi thì ngược lại. Tôi nhìn thấy anh là tôi đã thấy buồn nôn rồi. Đừng có nói mấy lời vô nghĩa đó. Các cụ nói cấm có sai. Nhan sắc thường tỷ lệ nghịch với độ thông minh. Chán em thật đấy. Tôi hỏi anh lần cuối, tóm lại anh có đi không hay để tôi gọi chủ quán? Em cứ tự nhiên. Quán này là chỗ quen biết của anh. Hơn nữa, anh đường đường là giám đốc của một công ty lớn. Đứa nào đủ gan để đuổi anh chứ? Này, em đi đâu đấy? Anh không đi thì tôi đi. Em đúng là thú vị thật đấy. Ô hay, anh không có liêm sỉ à? Liêm sỉ gì tầm này? Vì yêu, anh sẽ bất chấp. Anh Cường, em bên này. Anh xem, em không hiểu anh ta là kiểu người gì mà cứ làm phiền em nãy giờ ấy. Là cậu à? Ai chà, hôm nay nhìn ăn mặc bạch bào đấy.
tao suýt nữa thì không nhận ra. Cậu đi sang mặt khác đi, đừng phiền bọn tôi nữa. Mày cân nhắc kỹ lời đề nghị của tao chưa? Còn nhiều bàn mà em, mình sang kia cũng được. Sao thế? Cần bao nhiêu tiền cứ phát giá, tao thừa sức đáp ứng mà. Cậu ăn nói cho cẩn thận, nếu không mình đừng có trách tôi. Thằng Ôn này, mày dám quát tao à? Ôn này, anh làm cái gì nghĩ cho tôi đấy? Em không sao chứ? Thằng Ôn này, mày dám bật tao à? Anh rời khỏi đây ngay, nếu không, không còn cơ hội để nói nữa đâu. Mày được lắm, mày cứ đợi đấy, tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Em ngồi xuống đi. Cuối cùng anh ta cũng đi. Thiên hạ này rộng lớn, kiểu người nào không có hả em? Em quan tâm làm gì cho mệt? Dạ vâng, quán này tự phục vụ đấy. Anh vào trong lấy nước đi. Em có uống thêm gì không? Dạ không, em vẫn còn nước mà. Vậy chờ anh một lát nhé. Dạ vâng. Mời vào. Chủ tịch, đối tác của chúng ta đến rồi ạ. Được rồi, em mời họ vào đi, chúng ta bắt đầu làm việc. Dạ vâng. Thưa anh, đây là anh Hùng, giám đốc của công ty BJ ạ. Anh Hùng, anh sao vậy? Thư ký Ngọc Anh, đây là chủ tịch Cường ạ. Dạ vâng, sao thế ạ? Đúng là bất ngờ thật đấy. Tôi không nghĩ được rằng anh lại là giám đốc của công ty BJ. Chủ tịch Cường, chuyện này... Chủ tịch, không lẽ anh quen giám đốc Hùng ạ? Có duyên hai lần gặp mặt, thế nhưng đều kết thúc trong bực bội. Chủ tịch Cường, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi ạ. Tôi thì làm sao dám đắc tội với anh chứ ạ? Cậu không đắc tội với tôi, mà chỉ trắng trợn cướp vợ sắp cưới của tôi thôi, phải không? Chủ tịch, tôi sai rồi ạ. Chủ tịch nói gì cơ? Có cả chuyện này cơ ạ? Đúng vậy. Chủ tịch Cường, tôi quả thật là có mắt như mù. Tôi sai rồi. Mong chủ tịch đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi ạ. Tôi không phải đại nhân đại lượng gì cả. Nhưng để đi được đến ngày hôm nay, tôi làm gì cũng phải cân nhắc rất kỹ. Cho nên tôi thấy mình không thể hợp tác với một công ty có một lãnh đạo ngổ ngáo, ngang tàng, mở mồm ra là miệt thị, khinh thường người khác như cậu. Cậu về đi. Mời anh. Nếu anh không đi, đợi tôi gọi bảo vệ lên sẽ không hay đâu. Vâng, tôi về. Em chào chủ tịch ạ.